Cháu Khâm xin mến chào quý ông bà, cô bác, anh chị và tất cả mọi người ạ. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hôm nay thì lại là một ngày trời mưa. Từ sáng đến giờ, thời điểm hiện tại là đã 10 giờ hơn buổi sáng rồi. Khâm đang có mặt tại nhà của em chơ máy. Công việc thì tại nền nhà của em Nô. Hôm nay là mưa nên là cũng không có ai làm. Bây giờ Khâm ghi hình là trời đang ngớt mưa một chút. Nãy lên thì cũng có mưa nhưng mà mặc áo mưa lên. Bây giờ thì Khâm đang có mặt ở đây để đợi anh Mì đến để xây dựng cái phương án là lắp đặt cái máy tời. Để mình tới này là mình chuyên chở vật liệu. Cái thứ hai là chốc nữa anh Mì đến thì sẽ thống nhất cái giá thuê ra làm sao. Bởi vì hôm kia anh Mì cũng có trao đổi tâm sự là sẽ trao đổi thêm với lại chủ máy là có giảm bớt được tiền hay là làm theo cái năng suất là theo tiếng không, để cho nó công bằng. Bởi vì thuê theo ngày thì có những lúc là mình sẽ không làm hết. Đấy, có ngày thì độ làm khoảng đôi ba tiếng thôi. Thành ra thì là cứ theo tiếng lên để tính tiền thì là sẽ hiệu quả hơn. Đó. Và một cái nữa là Khâm sẽ lên để mà trao cái tiền thưởng của bác Hùng dành cho A Gió và chú Sính. Khâm vừa bảo em Nô là sang bên nhà anh Gió để gọi anh sang đây để mình tiện là mình sẽ trao thưởng luôn. A Gió được thưởng 200.000 đồng từ bác Hùng, cũng như là chú Sính được thưởng 200.000 đồng từ bác Hùng. Khâm gọi cho bên chú Sính thì ngày hôm nay là đi khoan đá thuê ở một nơi cách đây cũng xa xa phết đấy. Hơn chục cây gì đấy. Thì là chú ấy không có mặt ở đây thì có nhờ anh Say lên nhận hộ con trai của chú ấy. Thì nhận hộ cũng được. Đó thì anh Gió ở nhà không? Anh Gió là đi ở kia bố. Đi đâu? Đi bố. Đi đâu? Đi ở nhà bố. Đi nhà bố gì? Ừ. Em không gọi điện được à? Gọi được. Thì tí anh Mì xuống bảo anh Mì gọi em nè. Ừ. Nhìn đây chào công các bà nào. Cháu chào công các bà mạnh khỏe. Cháu chúc các ông các bà mạnh khỏe. Cháu chúc ông các bà mạnh khỏe. Chào. Thế là anh Gió không ở đây à? Thế thử tí nữa lấy số anh Gió cho anh gọi xem nào. A Mì cũng chưa đi đến sáng nay không gọi cho thì trời mưa ở nhà thôi. Và tranh thủ đem cái máy tời đi để sửa chữa và bảo dưỡng lại một vài cái. Sau đó thì là chiều nay nếu mà trời mà không mưa nữa thì sẽ đến nghiên cứu lắp đặt ở đây. Và Khâm sẽ lấy bột đá cũng như xi măng lên trước để tiến hành là kè đá tại khu vực này. Một khối lượng đá cũng rất là nhiều rồi các bác. Hai anh nhé. Vâng. Em tranh thủ trời tạnh lên trao cái thưởng của bác Hùng. Vâng. Cho bố của anh Say, chú Sính ấy, mình hay gọi là chú Sính đi làm thợ cho anh em mình, cũng như là anh Gió thì là mỗi người là 200.000 đồng. Bác Hùng ở Hà Nội có một cái khoản thưởng đến với lại các anh. Trong ngày vừa rồi thì anh em cháu Khâm cũng nhận được số tiền của bác để đi mua một chiếc xe cho anh Mỹ. Bác có gửi đến là 24 triệu. Thôi mọi người là số tiền mua xe của anh Mỹ này, sau này tính cả cái úp biển số nữa thì nó rơi vào 20.160.000. Thì cái số tiền còn dư thì 200 thưởng cho chú Sính, 200 thưởng cho anh Gió, và cái số tiền còn lại thì là bác để cho kênh anh em Khâm Khởi là chi phí đi làm thiện nguyện, đổ xăng xe, chi phí gọi điện, cũng như là mọi cái phát sinh trong quá trình làm thiện nguyện. Thế là cháu Khâm gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác có những sự quan tâm dành cho tất cả anh em chúng cháu. Thì chúc bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì chú Sính thì cũng đi khoan thuê rồi, xa làm xa ở đây rồi thì bây giờ thì để gọi chú về thì không có tiện lắm, thì không có gọi anh Say lên đây. Khách quan thì là anh Say cũng là con trai ruột của chú Sính thôi. Và chú Sính thì hôm nọ Khâm cũng đã thông tin cho chú được biết rồi. Đây anh Say nhờ em nhờ anh cầm hộ cho bác nhé. Vâng. Anh cảm ơn chú Khâm nhé. Với lại thay mặt bố thì là
Cháu xin chúc bác Hồng có một sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chúc bác gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Rồi, cái chỗ này là của anh Gió. Vâng. Bác Hồng tặng cho anh. À, cảm ơn con. Xin phép cũng cảm ơn bác Hồng đã có sự quan tâm với cháu. Thì là cháu được nhận 200 nghìn của bác Hồng thì cháu xin cảm ơn và chúc bác Hồng luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Dạ. Và xin chào bác. Vâng. Cái này thì là bác dành để động viên tinh thần cho các anh em cũng như là cho chú Xính. Ở đây thì cũng chia sẻ một chút lý do tại sao nhiều người khác không được mà anh với lại bác thì lại được. Thì con cũng xin chia sẻ lý do tất cả mọi cái khoản thưởng, mọi cái khoản hỗ trợ của bác Hùng đến với tất cả anh em nào, hoàn cảnh nào thì đều có lý do cả. Đối với chú Xính thì từ cái thời làm nhà của Châu Phụ Xây rồi, cũng là những cái hành động tốt đẹp thôi. Anh em có nhớ là cái lúc mà đào cái bể phốt không ạ? Thì có cái cục đá to ở dưới. Đó. Thì anh Mỹ có xuống đập, anh Say có xuống đập. Thì thanh niên trẻ khỏe thì cái công việc đấy chắc chắn là đến tay mấy anh em rồi. Nhưng mà chú Xính cũng thấy anh em mệt là cũng đổi xuống đập, mặc dù là cũng đập một lúc thôi. Thì bác Hùng là ấn tượng ở cái điểm đó. Là bác Hùng là để khích lệ tinh thần cho chú Xính thì bác cũng gửi tặng cho chú 200.000 đồng. Cái thứ hai là anh Gió thì trong quá trình là vẫn biết là con nuôi của bác Vừ thì hỗ trợ việc gì cũng rất nhiệt tình từ A đến Z. Đấy. Vừa rồi là bác cũng đã hỗ trợ anh 1 triệu để mua nhu yếu phẩm mọi thứ. Và tất nhiên thì là vừa rồi anh cũng có sự tham gia hỗ trợ làm nền nhà của Nô. Đấy thì là bác cũng khích lệ tinh thần. Những cái hành động tốt đẹp của tất cả mọi người thì đều được bác Hùng ghi nhận và dành những cái phần quà. Tuy là nó không được lớn nhưng đó cũng là những cái mà khích lệ tinh thần tất cả anh em mình. Đấy, những cái hành động đẹp, những cái món quà này của bác, nếu mà nói một lần thì có thể là nhỏ, nhưng mà sau này anh em vẫn cứ tiếp tục phát huy, sau này bác vẫn tiếp tục thưởng. Và một lần, hai lần, ba lần nó cứ nhiều lên thì nó lại là những cái món quà lớn đấy, em nghĩ là thế đấy. Rồi, thế thì rồi, rồi, anh em có việc anh em cứ đi làm nhé. Vâng. Xin anh các anh em một chút thời gian thôi. Anh Mỹ cũng về đây rồi. Các bác ạ, chỗ trồng cỏ voi này là đất của em Hóa. Em mới để cho anh em mình để vật liệu. Cũng như là cái khu vực bên dàn chu chu này này. Thế thì anh em mình có lẽ là sẽ alo trao đổi với Hóa về cái việc là phát dọn chỗ này. Tất nhiên thì là Nô sẽ cùng gia đình làm cái phần việc này thôi. Bây giờ là cùng anh mình nghiên cứu cái chỗ đặt cái máy tời. Không mình thử đào chặt máy cây cỏ. Dù gì cũng phải ngán đi mà. Máy về đây luôn. Hôm nay thời tiết ổn thì anh em làm luôn cái phần này hộ em nhá. Bây giờ làm luôn. Phối hợp với lại gia đình thôi, giúp giúp cháu Nô. Thì cái chỗ này sẽ là cái khu vực là để cái máy tời. Này, thế thì bây giờ là để khoan thủng cục đá này xong là luồn dây phải đặt cột từ trên này cơ. Nhưng mà nhưng mà chỗ đất này đất của nhà dưới kia hay sao? Hóa không ở nhà. Chắc hôm nay đi làm chứ, hôm nay thứ 6 đi làm mà. Nghiên cứu xem làm nào thì cái đó thì em cũng có nhiều việc quá thì anh em bố trí cùng nhau làm sao đảm bảo an toàn thôi. Bởi vì cái này anh Mỹ làm rồi. Trước đây làm nhà anh Mỹ thì em thấy rằng là cái hệ thống nó cũng rất là an toàn. Ôi giời, ông kia không mặc áo vào, đi về nhà mặc cái áo vào. Hùng, bố đi đâu rồi hôm nay? Bố là hôm nay thấy bảo là nhà anh trai giấu nhà. Đi hộ rủ giúp anh trai nó đập đá. Anh trai cũng chuẩn bị làm nhà, thế hôm nay là giúp anh trai rồi, thế không gọi điện cho. Mình đào sâu khoảng bao nhiêu?
cái này ra 60 phân đấy. 60 phân thì tính 60 phân chắc không đấy? Địa một địa đất phố hay là về trái hay còn trồng mấy cột, ba cột gì? Bạ một bên là ba cột nhé. Không lấy nó chắc được. Làm nào làm cho nó chắc chắn nhé. Tời vật liệu này nó phải chắc chắn đảm bảo. Đấy, giống đợt nọ nhà anh thì làm em thấy là cũng chắc chắn đấy. Nhưng mà tùy từng khu vực, từng địa thế nó khác nhau nữa. Bây giờ là mình tời xuống chứ không phải là tời lên như trước. Nhưng tời xuống thì có lẽ là dễ hơn đấy chứ, đúng không? Nhưng mà máy phanh phải ngon. Phanh phải ngon đi tí. Tời xuống là phải, chủ yếu là phải sửa thêm cái phanh. Phải chế thêm một cái phanh nhé. Ừ, chế thêm phanh. Việc tời xuống thì nó sẽ đỡ vất vả hơn là tời lên, nhưng mà cũng phải đảm bảo cái phanh cho nó chắc chắn một chút. Về số dốc thì sợ đền nó chứa nặng quá. Phát cái cỏ đi. Hôm nọ chỗ này hỏi Hóa rồi, cứ anh Hóa, em Hóa không ở đây thì cứ triển khai thôi. Cắt cỏ đi để cho bò em ấy. Không, cái đá thì tôi không. Ở đây mình được cái là sẽ tận dụng lại những cái gì mà đợt nhà của trơ máy, những cái thanh gỗ, những cái gì còn sử dụng được thì sẽ tiếp tục là sử dụng vào việc làm nhà của cháu Nu các bác nhé. Xem còn lấy cái gì không anh Mỹ? Mà ra và trà với nó còn. Ra. Là nếu như bây giờ thì với cái việc là cái máy kia rất nặng, xe máy nó không chở được đúng không? Xe máy thì một xe máy chở, nhưng mà chỉ chở nguyên cái cuộn dây ấy thôi nhá. Còn máy là vẫn phải khiêng. Vâng. Từ nhà xuống đây. Khiêng từ trên nhà anh xuống dưới. Mấy người mới khiêng được cái máy đấy? Khiêng lên trên xe máy chở vào đây luôn. Thế khiêng từ trên nhà xuống đường, vâng. Xong là xe máy tiếp tục là chở xuống. Vâng. Đi để tháo luôn cái máy hoặc là chuyển xuống luôn. Rồi. Ủa cái này muốn lên trên thế nào đấy? Hát chèo. Cỏ này để gọn lại cho Hóa cho bò nhá. Đó. Con để vào một đống bên này. Thế để gọn lại cho gia đình. Cố về hơn từ đầu. À, nhắc đến cái câu chuyện máy tời thì ngoài việc bố trí xong chỗ này thì anh Mỹ có hỏi thêm được về cái việc giá cả không? Hôm nọ thì anh bảo với em như thế, thì đang bảo là nếu mà làm theo ngày thì có những lúc mình làm là trả hết ngày, có ngày thì có thể là gọi làm hết 5-6 tiếng, nhưng có ngày thì mình cũng chỉ có ví dụ như một xe bột đá làm khoảng 1-2 tiếng là xong ấy, và không làm nữa thì tính cả ngày thì em thấy rằng là cũng không hiệu quả lắm. Bây giờ vừa rồi anh bảo là một ngày là chủ máy họ là thu 500.000 à? 500.000 nhưng mà chỉ mượn nguyên cái máy, nhưng mà mình khắc tờ. Mượn nguyên máy? Vâng. Thì máy của họ thì họ phải làm như thế rồi, máy thì là có phải là họ tự nhiên họ có đâu. Cũng phải thiết bị, cũng phải ấy mua đầu tư, thì tất nhiên thì là mình mượn của họ về thì mình phải trả tiền cho họ. Thuê của họ đấy. Vâng, thuê của họ đây rồi. Đây là ngày 500.000. Vâng. Xăng cộ mình tự bơm. Vâng, nó khắp về tờ thì một ngày nó lấy 800.000 nhá. Cả tời cả máy. Vâng. Cả xăng à? Cả xăng luôn. Nhưng mà một ngày thì mình làm gì, có những lúc là mình có như em nói, có phải lúc nào mình cũng tời đâu. Khu vực tập kết thì nó hơi hẹp, thành ra thì là vận chuyển về đây thì cũng không để được hết. Đúng rồi, vì thế vừa rồi em bảo đề xuất làm theo tiếng thì người ta có đồng ý không? Là theo tiếng thì nó cũng không đồng ý, bởi vì nó bảo cái máy nó mua về thì nó không kể cả anh nghe hàng xóm quanh đấy nó thuê cũng là thế, nhưng mà anh họ thì nó bớt đi một tí được không, nó bớt là kể cả một ngày mình tờ hết bao nhiêu vật liệu thì một ngày nó chỉ thế nó lấy 400.000. À, thế giảm từ 500 xuống 400 gì? Vâng. Tức có nghĩa là làm theo tiếng nó không đồng ý. Vâng, không đồng ý, bởi vì nó bảo sau này cái máy hỏng hóc nhiều thì nó lại khó sửa.
Cái đấy là một phần, theo không nghĩ là làm theo tiếng thì bây giờ thì là người ta cũng chả về đây trông được, là cái thứ nhất. Thứ hai thì nếu mà mình bảo khai lên thì họ cũng sợ rằng họ cũng không tin tưởng nhau ấy. Bây giờ nó là tiền bạc, nó phải sòng phẳng. Thì theo anh... tiếng mà ví dụ làm 5 tiếng khai cho người ta 3 tiếng thì người ta cũng có biết cơ sở nào người ta ấy đâu. Thì nếu mà cứ theo ngày thì còn biết rằng là à, hôm nay làm thì người ta có thể là có anh em ở đây, hoặc là như anh Mỹ là người thân thì người ta cũng tin tưởng một phần là đó anh Mỹ, thì hôm nay làm thì bảo là làm thì họ cứ tính theo ngày ấy. Đúng rồi. Thế giảm 100 à? Làm một ngày tời bao nhiêu hồi tời? Vâng, giảm. Là trả cho người ta 400. Vâng. Thế thì thế này nhá, anh về trao đổi với anh ấy, ví dụ như là mình làm một buổi ấy. Anh hiểu không? Làm một buổi thì tính 200. Vâng. Ừ, một buổi thì ví dụ như khoảng 3 tiếng rưỡi đi. Đến 4 tiếng. Nó bảo là đến khi mà máy nổ thì bắt đầu tính tiền này. Ừ, cứ máy nổ là tính tiền thì bây giờ ví dụ như sáng mình làm, chiều không làm mà trả tiền cả ngày thì nó không được khách quan lắm, anh hiểu không? Đúng rồi. Thì anh với vai trò rằng là anh thì với anh ấy em không biết là tình anh em hay là bạn bè như thế nào, nhưng mà anh ít ra là người ta cho anh mượn không thì người ta là muốn giúp đỡ anh, tin tưởng anh rồi. Còn bây giờ anh ba đang đã đem đi làm thì anh cũng gửi lời của em lại với anh ấy là bây giờ công việc của bọn em thì cũng không có quá nhiều. Cái việc tời thì ví dụ như ngày nào tời một buổi không thì tính tiền một nửa thôi nhá. Vâng. Thì anh đề xuất với anh kia như thế nhá. Vâng. Thì xem người ta có đồng ý không, bởi vì là bây giờ em thì nói chuyện thì chắc là không tin tưởng như là anh nói chuyện với anh, thì người ta là anh em với anh mà. Đúng rồi. Thì bảo là em sẽ trực tiếp ở đấy là vừa làm vừa giám sát mọi thứ. Làm một buổi thì tính tiền một nửa, làm ngày tính tiền 400, được không? Đúng xe rồi. À máy mà hỏng hóc chỗ nào thì tất nhiên thì là mình sẽ phải bảo trì sửa chữa, đặc biệt là phía gia đình. Đúng rồi. Thì cứ phương án của em là như thế nhé. Vâng. Hợp lý, hợp tình hợp lý. Bác đã rút rất nhiều. Còn về cái việc đợt nọ của bác Hùng có nói thì là anh Mỹ đến thì là sẽ thuê. Có lẽ thì là bác Hùng cũng chưa biết là cái máy tời này là anh em mượn về thôi, anh Mỹ mượn về thôi thì không phải là của anh Mỹ. Thì lúc đầu chắc bác cũng nghĩ rằng là của anh Mỹ nữa. Thì là bác cũng có nói rằng là anh Mỹ về hỗ trợ thì sẽ trả tiền công cho anh. Nhưng mà anh không lấy tiền công. Thật đấy. Bác đã giúp. Đang không biết là trả công thế nào cho anh Mỹ mỗi mỗi chuyến tời. Bác đã giúp một cái xe rồi thì cho một cái xe rồi thì không lấy đâu, về đây giúp con. Ngoài xe ra thì nói rằng là bò nữa. Vâng, rất nhiều rồi. Thế về giúp không á? Về giúp không á. Còn đấy, về cái viền máy tờ kia thì Hùng đi mặc áo vào đi Hùng ơi. Tiền cái máy tờ kia cho chủ máy kia thôi. Anh thì không Hùng cần áo không mặc đâu. Trời thì lạnh lạnh. Thế thì ý là cái tiền để cái tiền thuê cho chủ máy thôi gì? Vâng. Thế thì thế này nhá, để không tất cả anh em mọi người không ai bị thiệt thòi ấy. Thì trước mắt thì là anh Mỹ xuống đây hỗ trợ thì anh sẽ hướng dẫn công việc cho cả em Trơ mới là em Nô. Vâng. Và Nô thì có trách nhiệm là vật liệu đến ấy, xúc và tải các thứ ấy thì là gia đình sẽ phải hỗ trợ lao làm nhá, Nô nhá. Nó không phải là ở đây thì ở đây không phải nói là khoán hay là thuê ai cả, bây giờ là mình thuê máy. Và việc làm thì thời gian đầu thì anh Mỹ sẽ là vừa làm là vừa hỗ trợ các anh em chạy máy, vận hành cái máy ấy. Nó cũng dễ thôi đúng không? Ở đây biết sử dụng máy rồi thì đến khi đi làm đến khi thì đến khi anh xuống xây dựng chẳng hạn thì là có thể là Chơ hoặc là Nô là sẽ vận hành cái máy đấy. Vâng. Ấy cũng chia việc nhau ra làm thì mới nhanh được. Còn là một mình anh Mỹ tời thì tới này ví dụ như đang xây mà không ai biết tời thì cũng khó, thì thời gian đầu này chưa làm xây dựng thì anh sẽ dạy anh em là tời luôn. Mình tời cái máy cũng mệt lắm, bởi vì mình tay cứ giữ cái máy đấy nữa, với lại chân nữa đúng không? Chân thì nhẫn phanh đúng không? Ngột cả ngày ấy, mệt lắm. Thì đổi nhau làm. Vâng.
Đấy, còn Khâm tin rằng là trong quá trình làm thì mọi người trách nhiệm, mọi người làm nhiệt tình hết sức có thể thì cũng chẳng có ai thiệt đâu. Vâng. Bác Hùng ở đây là một nhà hảo tâm, rất là thương tất cả mọi người, đặc biệt là những anh em mà chăm chỉ chịu khó. Thì từ trước đến giờ các bác thấy rồi rằng là không chỉ riêng làm nhà chơ máy, những cái ngôi nhà khác như là bên chơ phụ xây, nhà báo, bác cũng đều xem và để thưởng cho anh em những cái hành động đẹp, những cái gì mà mọi người chịu khó ấy. Đấy, đầu video các bác thấy rằng là bác có gửi thưởng đến cho chú Xính hay anh Gió. Tất nhiên thì là mọi người sẽ thấy rằng là nó không quá nhiều, nhưng mà bác đã gửi rất là nhiều lần rồi, cộng rất nhiều lần vào thì nó sẽ là nhiều. Thế kế hoạch cứ như vậy nhá. Nhiều. Vâng vâng. Đấy. Rồi hôm nay là cứ bố trí cái khu vực để cái chỗ này đó. Cắm cột xong đã. Ừ, cắm cột xong, làm nào làm cho chắc chắn nhất. Vâng. Còn về cái phần khoan các thứ thì máy khoan của Hà còn ở đây không? Không thì xem mà chiều chú Xính về. Chờ chú về để khoan. Ừ. Hai cái lỗ ở trên này, một cái lỗ ở dưới kia. Rồi. Và vẫn phải nâng cái dây điện kia cao lên ấy. Cái dây điện kia khả năng anh Gió đâu rồi, đi rồi. Khả năng thì là phải bảo anh Gió là mình tiến hành là mình chuyển thôi. Vòng ra đằng sau nhà thôi. Vâng, tí bảo luôn Gió chuyển. Hôm qua thì được một chuyến bột đá lên nhà của Nô Bỏng Tay rồi nhá anh Mỹ nhá. Vâng. Anh Gió ơi, chắc là với gia đình nghiên cứu cho em cái phương án là vòng cái dây điện ra đằng sau thôi. Có. Ừ. Dây điện ấy thì là bây giờ vừa rồi em mua về là lấy tiền các nhà hảo tâm mua về làm nhà của chơi ấy. Bác Hùng ấy, cụ thể là bác Hùng thì là vẫn còn thừa dây. Vâng. Thì anh thiếu bao nhiêu thì Khâm cũng xin phép bác và các nhà hảo tâm là sẽ kỷ niệm cho anh cái dây, phần dây điện ấy, anh thì anh sẽ đo thiếu bao nhiêu xong là sẽ bảo chơ, em sẽ bảo chơ cắt cho. Cái này cũng chắc là cũng ít thôi. Ừ. Vòng giác của là 5-6-7 mét thôi. Ừ, em tính ươm ướm là khoảng 7-8 mét đấy. Vâng vâng. Đấy. Thì cũng không phải đi mua nữa. Vâng vâng. Đấy. Còn là về cái việc cột sắt thì ở đây anh Công có cái cột sắt thì có khả năng là nếu mà mua thì em sẽ hỏi anh Công là giá tiền như nào thì anh em là gia đình anh Gió sẽ chi. Vâng vâng. Ừ, chắc là đôi 300 nghìn. Vâng, tức là từng cái đấy là tính thì khoảng 2 mét rưỡi thoải mái rồi. Để nó được rộng thế này, trên này 2 mét. Vâng. Là nó cao thoải mái. Thì ở kia còn một cây sắt của anh Công ấy. Vâng vâng. Thì là anh em sẽ trồng bộ đổ bê tông vào. Vâng. Rồi vòng cái dây điện mình qua cho nó chắc chắn, nó còn lâu mà. Vâng vâng. Đấy, thì kế hoạch tạm thời là như thế. Vâng. Cây này còn chắc không đấy? Vật liệu mọi thứ là cũng tương đối là nặng đấy. Cái máng mà anh chuyển gạch kia là mỗi lần là được bao nhiêu củ gạch nhỉ? Làm lên dốc thì 10. Ừ. Nếu mà xuống thì phải dùng phanh ấy, thì tháp không được 10 viên. Ờ. 5-6 viên đấy. Thế chính ra như thế thì lên dốc thì sẽ ăn xăng nhiều hơn. Vâng. Ga nhiều hơn. Nặng. Đúng rồi. Nhưng cái này nó sẽ liên quan đến cái phanh nhiều hơn. Nhưng mà tờ thì anh thích tờ lên dốc. À. Bởi lên dốc thì dễ điều khiển hơn. Kéo lên thôi. À. Còn xuống dốc thì mình phải cho cả hai phanh luôn ấy thì nó khó. À. Mất sức hơn. Đúng. Nhưng mà lại tiết kiệm xăng hơn, cái gì nó cũng có hai mặt thôi. Xong cái chỗ này ấy, thì anh Mỹ ạ, nghiên cứu xem là đi làm móng nhà của Ano trước có bao nhiêu đá, làm trước bao nhiêu, xong là sắt ở đấy, xi ở đấy, bột đá lên rồi nhá. Vâng, vâng. Hôm qua thưa ơi, tất cả các cô bác anh chị thì là Khâm đã lấy được một chuyến bột đá xe 2-3 khối chở 2 khối lên test cái con đường. Thì cũng rất là may thì là xe cũng lên và
đổ được vật liệu tại nà của ano máy, nô bỏng tay đấy, và sau đó quay về an toàn. Mình đang rất là mừng như thế, nhưng mà tối hôm qua và sáng ngày hôm nay lại trời lại mưa to, thì cái con đường nó lại nhão nhẹt hết rồi, thì lại tiếp tục là vật liệu lại không thể lên được. Vậy thì lại tiếp tục là đợi trời nắng chang chang lên khô đường và xe mới tiếp tục lên. Thế thì chấp nhận là vật liệu lên đấy thì cước đắt hơn một chút, nhưng mà cái việc vận chuyển vật liệu nó đỡ vất vả đi cho anh Nô. Anh ấy bị khuyết tật tay như thế cũng không làm được, không chờ được. Hôm nọ chờ chi là cũng ngã là chân tím hết thì cũng tội nghiệp quá. Gọi hàng xóm thì cũng không thể nào, mà còn rất là nhiều chuyến nữa. Thế thì mình cũng túc tắc rằng là vật liệu lên đấy đắt hơn một chút, nhưng mà cái việc vận chuyển vật liệu nó bớt nhọc nhằn đi. Thế đi mua một cân đinh về nhỉ? Đinh 15. Đinh 15 mà đinh to kìa. Vâng. 15 phân kìa về. Ờ, thế thì cứ đi. Anh có đi hổ mua biết chỗ ạ. Nhà anh hả? Nhà không có. Xã có gì? Có. Ờ, thế gần ở đây gần thì đi mua về xem bao nhiêu tiền em gửi tiền cho. Gửi tiền, lấy quỹ tiền của làm nhà của Nô. Vừa rồi bác Hinh gửi thêm 2 triệu thì là hiện tại quỹ làm nhà mình có 66 triệu các bác nhé. Đấy giờ đó. Ít tiền hả mà? Không rồi. Trong hôm nay xử lý được không? Hôm nay á? Hả? Được, tí là trồng cột xong. Tí đi sáu máy thì bắt xuống đây luôn. Ồ, ok. Thì bắt luôn xong. Rồi. Nhưng mà phải ở đây để trông giữ cái máy. Kiểu họ làm tí gì. Lấy cái gì che vào? Che vào, nhưng mà mình vẫn phải về ở đây gần để xem. Buổi tối thì buổi tối hay chơi ở đây, Nô ở đây ngủ bên kia vẫn trông được thôi. Nô đã Nô. Nô. Bà dặn Nô nhé. Vâng. Bây giờ làm nhà thì nhiều việc thì vợ chịu khó chăm 2 đứa con. Nô thì phải ra đây đấy. Ngày hôm nay không lên đây, tiếp tục là cập nhật những cái phần công việc tại nhà của cháu Nô cho tất cả các cô các bác cùng được biết, và trao cái khoản tiền thưởng của bác Hùng đến với lại anh Gió cũng như là chú Xính đến tay rồi. Cho Khâm gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác cùng toàn thể các bác nhà hảo tâm cùng tất cả quý khán giả đã luôn luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngày hôm nay video đến đây tôi xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị trong những video tiếp theo ạ.